Đối với bệnh nhân ung thư ấy, kể cả những bệnh nhân đang phải xạ hóa trị hay những bệnh nhân không xạ hóa trị mà biết áp dụng được cái phương pháp thuật dưỡng là rất tốt. Để sao? Để nó tăng cường cái khả năng miễn dịch của mình lên. Và thứ hai là gì? Để cho nó ăn uống quân bình. Còn nếu như mà các bệnh nhân ung thư ấy, mà chúng ta thường là các bác sĩ ung thư ấy, thường là vẫn khuyên khuyên tấn là mọi người một bệnh nhân ung thư là phải ăn đủ chất này, thịt này, trứng này, sữa này, thậm chí có những bệnh nhân được khuyên tấn ăn cả thịt chó nữa để kích cầu. Thế nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được cái mặt mặt trái của nó là chính protein động vật lại là thức ăn rất là có thể nói rất là khoái khẩu cho tế bào ung thư. Đường và thức ăn động vật, đây là hai cái loại thức ăn mà rất tế bào ung thư rất là khoái khẩu, rất là thích, để nó tăng các cái khối u lên càng ngày càng càng tắc to lên. Và cho nên nếu mà chúng ta những cái bệnh nhân dù có phải xạ hóa trị mà chúng ta áp dụng phương pháp thực dưỡng, tôi nghĩ rằng là sẽ rất là tốt, tăng cái khả năng miễn dịch. Thứ hai là đưa những cái thực phẩm rất giàu các chất chống oxy hóa, chính các chất chống oxy hóa càng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ khống chế được cái bệnh ung thư, và khả năng miễn dịch tăng được bao nhiêu thì bệnh ung thư cũng sẽ giảm dần. Thế cho nên là phương pháp thực dưỡng này hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư rất kỳ diệu. Nếu như mà chúng ta biết cách ăn uống, gọi là phối hợp các phương pháp mà trong điều trị ung thư thì là rất là hay, rất là tuyệt diệu. Bởi vì dù sao cũng xạ hóa trị, cái mặt trái của nó diệt toàn bộ các tế bào, trong đó các tế bào máu, tế bào não, rồi là các tế bào của toàn cơ thể, đặc biệt tế bào nào phát triển nhanh giống như tế bào ung thư thì ăn đạm nhiều nhất của các hóa chất. Thế cho nên là nó làm cho hệ miễn dịch cũng bị suy sụp. Thế cho nên rõ ràng là chúng ta phải đưa những cái thực phẩm từ thực dưỡng để tăng khả năng miễn dịch lên, vô cùng quan trọng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo. Liên hệ hotline 0866 218 788 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí bởi chuyên gia Nutri An Can. Truy cập website nutriancan.com.vn để biết thêm chi tiết. Nutri An Can, thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam.